Xin chào. Hello, xin chào tất cả các bác, các anh chị em ở trên mọi miền Tổ quốc. Ngọc Quang, Bắc Giang. Hôm nay em xin được lên sóng giới thiệu về cặp loa Bose 301C3. Ở đây là ba cặp loa em nhận đơn của ba bác khách. Một bác khách ở Gia Lâm, thủ đô Hà Nội, Gia Lâm các bác nhé. Và một cặp em gửi về thành phố Bắc Ninh. Và cặp giữa này. Và cặp này. Đấy, cặp này em gửi về Linh Bình. Vâng. Ba bác khách chốt ba cặp loa này, nói là rất là đẹp các bác nhá. Đấy, cặp bên này em quên chưa cả lau, nó vẫn hơi bụi một chút. Đấy, và các bác cùng xem này, những cái tuyến loa bên em chia sẻ các bác này, những cái cặp loa xứng đáng 11 triệu bên em. Đấy, nó xứng đáng là những cặp loa để các bác sưu tầm và tuyển chọn. Đấy, cùng cặp nhá. Và các bác cùng xem này, những cái loa tép nó đẹp đến mức gọi là gần như là mới sản xuất luôn các bạn. Đấy, gần như là mới sản xuất. Tuyến loa bát các bác nhìn này, những cái gần nữa này, sáng choang nhá. Đấy, các bác không nên so những cái cặp loa hàng xấu, hàng lỗi nhá. Có thể những cái sản phẩm mà nó rẻ hơn là vẫn là hàng xịn, nhưng tuyến loa nó rất là xấu các bác nhá. Các bác lưu ý một điều như vậy. Cho nên là tiền nào của đó các bác ạ. Những cặp loa này đang có giá là 11,5 triệu nhưng em thì để bán sale các bác đã đang với mức giá ngày lụt bão này thì rất là tốt, cái giá là rơi vào đâu đó 11 triệu thôi, giá cực tốt nhé. Đội cặp loa siêu tuyển đẹp này, các bác cùng nhìn những cái chi tiết của những cặp loa tép, những chiếc loa tép nó đẹp đến mẫu màu màu luôn. Đấy, nó hơi bụi một chút, để bụi bụi Tây bụi Mỹ nha các bác nhá. Đấy, các bác thấy chưa, hơi bụi ở nhĩ. Đấy, còn nguyên bản, nguyên mộc mà nó xuất sắc như thế này, thực sự là xứng đáng để sưu tầm và chơi những cặp loa này, nó đẹp đến hết cỡ luôn. Đấy, em đang đấu sẵn để set up cho các bác. Đấy, đây này. Em test thử từng chiếc, từng cặp một các bác nhá. Đấy, rất là kỹ càng cho các bác. Ba cặp loa C3 lên đường. Đấy, các bác xem được video thì các bác biết là những sản phẩm bên của Quang Bắc Giang, những sản phẩm loa Bose Mỹ nó đẹp không có điểm trừ luôn. Các bác nhìn từ những cái căng xịn các bác cũng đã đủ biết rồi. Đấy, những cái căng nhám này, keo nhám này. Đấy, hàng xịn là nó phải có như thế này các bác nhé, xịn sò nhé. Đấy, các chi tiết bên em quay rất kỹ cho các bác. Đấy, các bác cùng xem, cực kỳ là đẹp và xuất sắc luôn các bạn. Đấy, các bạn cùng xem nhé. Đấy là mỹ mãn trên cặp loa Bose 301C3, tuyệt vời chưa các bác. Đấy, mời các bác xem và chiêm ngưỡng độ đẹp chi tiết, nó là quá là mê luôn. Những cặp loa này trưng bày các bác nhìn này, đấy, nó đẹp hoàn hảo từ những góc chữ A, nó phần vuông đét đẹp đẹp luôn các bạn. Những chỉ loa nó xuất sắc vuông vắn, không một lỗi lầm gì nha các bác nhá. Đây là những cặp loa em nhập hàng gọi là gần như dạng hàng trưng bày bên siêu thị nước ngoài các bạn, hoặc là những cặp có những cặp loa người dân Mỹ họ sử dụng nhưng mà gần như là chưa được dùng các bạn, nó đẹp quá mức luôn. Đấy, các bác cùng xem và chiêm ngưỡng những cái sản phẩm để nó hơi bụi một chút này các bạn ạ. Những tuyến loa nó còn sáng choang luôn, các bác lưu ý nhé. Nó phải sáng choang này. Đấy, các bác cùng xem nhé. Nói chung bên em rất là kỹ khi lựa hàng các bạn ạ. Đấy, cực kỳ là kỹ lưỡng khi chọn những cặp loa, nên là quá đẹp luôn. Mời các bác thử thức cái chất âm của những cặp loa siêu tuyển bên Ngọc Quảng Bắc Giang. Em thử trực tiếp từ TV ra một chiếc âm ly ba la mã thôi, không phải là nhiều tiền đâu, rất bình dân, được chất âm như này. Mời các bác thử thức nhá. We'll be right back.
Vâng, em chia sẻ với các bác thêm một chút nữa. Những cặp loa này nhiều bác cũng chưa biết là nhiều bác hỏi là nó công suất bao nhiêu ạ? Nó là 75W. Đấy, một đôi là 150W. Và kích thước của loa bát là đường kính 20cm và hai loa tép các bác nhá. Đấy, một tép H về đằng trước, một cái H về đằng sau. Nói chung là cặp loa này các bác có thể để làm này hoặc là để dựng cái tép lên trên cũng được các bác nhá. Để kiểu gì cũng được các bác nhá. Nhiều bác bảo là có treo được không hoặc là để làm để ngửa được không. Nói chung là đã loa trong những căn phòng các bác có thể để đứng nhá hoặc là để làm như này cũng được. Đấy, rất là tiện ích. Và những cặp loa này các bác có thể phối ghép với cả những con âm ly Nhật, âm ly Jaguar. Đấy, hoặc những con đẩy hàng Mỹ hoặc là hàng bãi công suất nhỏ thôi nhá. Những cặp loa này không nhất thiết các bác phải ghép vào những cái đẩy to đâu. Chỉ cần đẩy công suất nhỏ thôi. Nhưng mà lưu ý các bác nên dùng đẩy xịn, nó đưa ra chất âm rất hay. Đẩy bãi xịn nhá, nó đưa ra chất âm cực kỳ luôn. Còn nếu hàng mới thì đẩy những hàng chất lượng hoặc là chính hãng. Đấy, cặp loa này nó rất tiện ích. Một là nó sử dụng để nghe nhạc được này, và các bác có thể sử dụng để vừa nghe vừa hát karaoke. Nói chung là loa Bose thì không bao giờ hết hot. Nó có những đặc điểm là gọn này, nhẹ này, sang trọng này, đẹp đẽ, độ bền. Đấy các bác ạ, cho nên là loa Bose nó rất là quý và được anh em săn lùng mua rất là nhiều. Và cái điều quan trọng hơn nữa là nếu muốn những sản phẩm đẹp thì các bác xem những video của Khoa thì các bác sẽ biết những cặp loa nó đẹp là nó như thế nào và nó chính là như thế này. Em chia sẻ rất là kỹ. Đương nhiên những cặp loa này em đã kiểm tra rất kỹ lưỡng. Những chiếc loa tép chưa rời khỏi thùng, nghĩa là vẫn nguyên bản. Bát này chưa rời khỏi thùng, nghĩa là độ đẹp và độ zin nguyên bản, nói là cực kỳ là xuất sắc. Với cái giá em báo từ đầu video rồi, các bác cùng tham khảo và alo cho Ngọc Quang theo những số máy trên tấm biển màu xanh kia. Em rất sẵn những cặp loa Bose, đặc biệt là 301C3, 301C2. Em cũng sáng nay vừa nhận hai cặp 301C2, một cặp màu đen kia và một cặp màu vàng. Đấy, giá cũng rất là yêu thương quá nhá. Nó chỉ rơi vào quanh gần 7 triệu đồng một cặp Bose C2, 8 triệu một cặp. Đấy, rất là đẹp quá nhá. Vâng, em rất là vui được các bác trên mọi miền quan tâm và ủng hộ. Vậy các bác có nhu cầu hãy liên hệ với Ngọc Quang theo hai số máy trên tấm biển màu xanh kia. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo. Mong các bác nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những thông tin mới nhất khi Ngọc Quang đăng tải. Vâng, xin cảm ơn các bác.